xuất hiện ở nước ta khoảng năm 1905. Lục bình còn có tên gọi khác là bèo Tây, bèo sen hay bèo Nhật Bản. Từng được xem là loài thực vật ngoại lai, cây lục bình xuất hiện rất nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, từ sông cho đến ao hồ, kênh rạch. Đã có lúc chúng bị vứt bỏ, tiêu diệt trên diện rộng chỉ vì phát triển quá nhanh, ảnh hưởng đến giao thông thủy. Thế nhưng từ năm 1998 đến nay, cây lục bình bắt đầu được chú ý bởi chúng là nguồn nguyên liệu thích hợp để sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Và thế là, từ một thứ bỏ đi, cây lục bình đã giúp nhiều người dân ở đồng bằng sông Cửu Long thoát nghèo, thậm chí là vươn lên khá giả. Rồi hồi có lục bình này tới giờ, rồi mình muốn bãi mình nuôi, rồi mình chặt mình thu nhập, ăn sống hàng ngày, thay đổi nhiều tốt, khá giả, đủ ăn, đủ xài, dư ăn, dư để rồi. Từ ngày mà làm cây lục bình này là dân ở tỉnh Thới này đã khổ lắm. Dạ. Con cái đi học rồi, đã khỏe. Nước chảy liêu riêu, lục bình trôi líu ríu, thấy em nhỏ xíu anh thương. Đó là lục bình của ca dao dân ca, là màu tím buồn muôn thuở của thơ Từ Thi Phú. Nhưng với sản vật phương Nam, lục bình trên sông làm ngời sáng dòng phù sa ngầu đục. Lục bình xuất ngoại khơi dậy khát vọng đổi đời, và lục bình ao làng làm ngọt lành bữa cơm mẹ nấu. Lục bình không nổi trôi vô định, mà cắm rễ sâu vào lòng sông, nuôi đất, nuôi người. Quý khán giả, trước nay khi mà nhắc đến lục bình thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những phận đời lênh đênh không phương hướng. Tuy nhiên là sau những hình ảnh trong đoạn clip vừa rồi, quý khán giả cũng đã thấy được một điều là hiện nay cây lục bình đang giúp cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm thu nhập. Và hiện nay thì nhiều bà con ở Hậu Giang, Đồng Tháp hay là Kiên Giang đã bắt đầu trồng lục bình để cung cấp nguyên liệu cho nghề đan đác tại địa phương. Và một điều rất đặc biệt đó là qua bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị thì những cọng lục bình tưởng chừng như đã bỏ đi lại trở nên rất có giá trị. Từ lục bình này rất là dễ thương, em thích nó lắm. Em thích cái túi này vì nó thời trang. Cái túi này làm bằng lục bình, xài nó bền, qua răng thì rất là đẹp. Những sản phẩm làm từ lục bình, anh em bán rất là chạy, khách hàng rất là thích. Quý khán giả, một chiếc túi xách như thế này có giá là 300.000 đồng, tương đương với một chiếc túi chất liệu simili giả da. Tuy nhiên, nếu là người có gu và yêu thích những dấu ấn đặc biệt, thì tôi nghĩ là quý khán giả nên chọn những chiếc túi như thế này. Đơn giản vì nó là hàng handmade. Càng hiện đại thì chúng ta lại càng muốn quay về với thủ công. Và càng phổ biến thì ta lại càng muốn đi tìm những dấu ấn riêng đặc biệt, có đúng không ạ? Và một điều thú vị hơn đó chính là những chiếc túi như thế này được làm từ một chất liệu rất là dân dã mà có thể tìm thấy ở bất kỳ con sông nào của miền Tây, đó chính là lục bình. Và ngày hôm nay hãy cùng với Phương Nguyên chúng ta đi tìm những đôi bàn tay đã làm cho đổi đời cây lục bình này nhé. Lục bình nổi tiếng ở xứ Hậu Giang. Làng nghề đan lục bình làm mỹ nghệ cũng có mặt khắp miền Tây. Nhưng để tìm ra nhà thiết kế biến cây dại thành thời trang thì phải đánh xe về Cao Lãnh, Đồng Tháp, nơi duy nhất sản xuất phụ kiện làm đẹp dành cho phái đẹp từ lục bình. Ngót nghét 18 năm, bà Bộ gắn bó với cây lục bình. Ban đầu là đốn lục bình thuê, bán lục bình khô làm sản phẩm gia công, và cuối cùng là chủ của một cơ sở đan đác. Trải qua nhiều thăng trầm với cái nghề biến rác trên sông thành sản phẩm xuất khẩu, bà hiểu rằng nếu không thay đổi cách nghĩ, cách làm thì thu nhập sẽ cứ mãi bấp bênh như chính cây lục bình. Cái lúc cái thời điểm mà lục bình nó thấp giá quá, thì thời điểm nó có 2.000 mấy ký lục bình à, thì giao hàng cho công ty thì cái giá nó không có được cao, cho nên trong chị em trong xóm mình nó mận không có thu nhập cao. Hình thử ra tôi ý định là cũng như tạm ngưng không làm nữa.
Nhưng mà sau khi con tôi ra trường về á, là tại vì cái nghề lục bình này nó đã thích từ lâu rồi, từ lúc bé nè, nhỏ là mình làm tới nhỏ đó. Cho nên về nó nói thôi giờ mình không làm sọt rổ trong ty nữa mà chuyển sang ra mình làm túi xách, mình tự làm tự bán. Có lẽ vì yêu lục bình và hiểu được suy nghĩ của mẹ nên Ngọc Nhi, cô sinh viên ngành ngân hàng, đã trở về quê để nối nghiệp. Trước nay, những cơ sở đan đác như gia đình cô chỉ loanh quanh với các mẫu sản phẩm do khách hàng đặt, chủ yếu là thùng, khay, hộp. Chính vì thế, cần có sự đột phá về ý tưởng. Thế là Ngọc Nhi bắt đầu mày mò vẽ mẫu, thử nghiệm sản phẩm túi xách từ nguyên liệu lục bình. Từ đâu mà em có cái ý tưởng là mình sẽ làm cái đan đác, những cái giỏ xách từ cái lục bình? Ý tưởng là từ việc phục vụ cho đời sống hàng ngày thôi. Có nghĩa là thấy là lúc trước mà mình đang gia công những cái khung sọt á thì nó không có mang lại cái nguồn thu nhập cao, và người dân thì càng ngày càng khó khăn, thì mình mới nghĩ ra cái sản phẩm mới là cái dòng túi xách, và mình cải tiến, mình làm rất là nhiều mẫu mã để phù hợp với lại nó có cái tính tiêu dùng cao. Thành công qua là cái sản phẩm của em được đan bởi những người thợ rất là khéo tay, chuẩn tay nghề. Ngoài ra thì khi mà đan xong cái túi thì em có những cái bước xử lý để bảo quản không bị ẩm mốc đó, thì đảm bảo cho khách hàng một câu tiên quyết là hàng có vấn đề về lỗi về kỹ thuật thì ở đây em đổi trả, đổi lại cái mới cho khách hàng. Cọng lục bình khi được cắt lên sẽ phải đem phơi vài ba nắng để khô lại rồi mới đan thành sản phẩm được. Ở những vùng quê có nghề đan lục bình, khi trời nắng sẽ thấy dọc những con đường, khắp các khoảng sân đều là những cọng lục bình nằm phơi mình. Hình ảnh những cọng lục bình nằm đón nắng, những người dân quê đội nắng chan chan chăm chỉ làm việc, cũng phần nào là nét sinh động của bức tranh kinh tế vùng nông thôn miền Tây. Từ ban đầu là mình thu mua của hộ dân những cái sợi lục bình phơi khô về á, rồi mình phải tuyển chọn những cái sợi lục bình nào đẹp, đều màu. Rồi bước tiếp theo là mình phải định hình cái form dán túi hay là dán nón để mình đan. Tiếp theo đó là mình mới đem xử lý chống ẩm mốc. Rồi mình phơi khô tầm khoảng 3 ngày. 3 ngày thì đã khô hoặc cái độ ẩm nó đảm bảo rồi. Tiếp theo đó là mình đến cái công đoạn là may lót cho túi. Xong công đoạn may lót cho túi thì tiếp theo là cái tới công đoạn trang trí. Chị muốn hỏi là tất cả những cái sản phẩm, những cái sự sáng tạo như thế này, những cái kiểu dáng này là từ đâu mình có? Mình vẽ ra và ứng dụng vào đời sống thực tế. Chị em phụ nữ thích cái kiểu dáng nào thì mình làm cái kiểu dáng đó. Về xứ sen kể chuyện lục bình, chúng tôi đã có phần nghi ngại về quyết định của chính mình. Nhưng sau khi trò chuyện với Nhi, cô gái trẻ đã chứng minh không chỉ cho tôi mà còn cho cả những thương gia ngoại quốc biết rằng lục bình là loài cây quý. Và thế là không quá bất ngờ khi thị trường chấp nhận những sản phẩm của cô gái trẻ chỉ mới 25 tuổi. Dù phải mất từ 3 đến 4 giờ để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng Ngọc Nhi vẫn không nề hà. Đó còn chưa tính thời gian suy nghĩ, thiết kế thêm những mẫu túi xách mới. Địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện tại rất là nhiều chị em phụ nữ họ sử dụng cái sản phẩm túi xách lục bình như là một cái túi xách thay thế cho một túi xách da bình thường. Nhiều người cho rằng những chiếc túi xách làm từ lục bình sẽ không bền. Nhưng thực tế cho thấy, nguyên liệu thân thiện với môi trường này có độ bền khá cao từ 4 đến 5 năm. Và qua những sản phẩm trên, cô gái trẻ muốn gửi gắm một thông điệp đến người tiêu dùng. Hãy sử dụng các sản phẩm về tự nhiên, những cái nguyên liệu mà tự nhiên mang đến cho mình. Tại sao ở người nước ngoài họ mua về, họ sử dụng, mà tại sao người Việt Nam mình không sử dụng đầu tiên trước? Đó là một cái mà để em muốn cho người dân của mình xài cái sản phẩm của mình. Mỗi tháng cơ sở sản xuất của Ngọc Nhi cung ứng cho thị trường từ 2.000 đến 5.000 chiếc túi xách lục bình. Cùng với đó là tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 lao động tại chỗ và hơn 100 lao động nhàn rỗi tại địa phương. Mình giờ mình như lớn tuổi rồi, mình nếu mà lục bình này nó làm thì mình cũng phải đeo, nói chuyện nào làm cũng nghĩ thôi à. Cái ngành lục bình này không thể buông cho được, có nghĩa là không phải làm cho bản thân mình, mà làm cho hàng xóm, làm cho láng giềng, làm cho tất cả mọi người. Như cái thời điểm mà cô khó khăn thì cô cũng nhờ cái lục bình này.
Thì bây giờ cô hy vọng là cô mở rộng ra làm để giúp đỡ chị em trong xã mình có những hộ khó khăn như mình hồi xưa. Thì phát triển cái nghề ra, để mà tạo dựng tương lai cho con cái sau này. Nhờ vào cái lục bình mà mình có thể ăn học, mình có thể đậu đại học và tốt nghiệp đại học. Nó nuôi sống gia đình mình là cũng nhờ cái cây lục bình. Nên với cây lục bình và sản phẩm từ cây lục bình, nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Rõ ràng, chỉ có quý cây mới thấy được khát vọng của cây. Từ ký ức, các ấp các xã đồng loạt ra quân xịt thuốc khai quang để diệt lục bình, khai thông kênh rạch, cho đến hôm nay, người ta lại đi trồng lục bình. Câu chuyện phủ định đó mang sức mạnh khẳng định. Sáng vật không vốn có. Dùng đất có giàu sáng vật hay không là còn tùy thuộc vào bàn tay và khối óc cư dân nơi đó. Và lục bình đương nhiên trở thành một trong những sản vật của Cao Lãnh, Hậu Giang, Kiên Giang hay bất cứ nơi nào có thể khai thác được giá trị kinh tế của nó. Tuy nhiên, trong hành trình của sản vật phương Nam thì chuyện về cây lục bình không chỉ có kinh tế giàu hoặc xuất ngoại xa xôi, mà chuyện về cây lục bình lại gần hơn bao giờ hết, đó là gắn kết với đời sống sinh hoạt của người dân. Và ở câu chuyện này thì cần một đầu bếp sẽ kể với Phương Nguyên. Không quá khó để tìm được người đầu bếp tay nghề cao mà hiểu và yêu quý cây lục bình quê nhà. Bởi khi biết chúng tôi muốn thưởng thức vị ngon từ loại cây dân dã này, bà Bộ đã tạm gác lại mọi công việc và đưa chúng tôi tham quan một vòng chợ quê để tìm cho được những đặc sản ăn cùng lục bình. Người miền Tây là thế, chân thành và hiếu khách. Đúng là chợ quê mùa nước nổi, quá nhiều sản vật trời ban. Nơi đây hội ngộ tất cả những đặc sản đồng quê như bông súng, điên điển, rau nhút, rồi thì cá linh, cua, tép và các loại cá đồng khác. Bà Bộ nói mùa này phải ăn lục bình với lẩu mắm cá linh mới đúng điệu. Thêm món lục bình xào tép đồng nữa thì không còn gì bằng. Mới chỉ nghe tả thôi đã thấy hấp dẫn lắm rồi. Chị có lục bình non không? Cho em lục bình non với bông điên điển, với bông súng. Tại vì ăn lẩu mắm á, mắm cá linh á chị. Chị có cao nhút không? Cao nhút này nè, cao nhút vô tay em. Được rồi, như đó được rồi. Lọt cao nhút được rồi. Lẩu mắm là có mấy nhiều loại rau lắm đó cô ơi. Bông súng, bông điên điển. Rau dừa, đúng rồi, rau dừa này ngon lắm, rau dừa đỏ đó. Này gọi là rau dừa. Rau dừa đỏ. Cà tím có đi, cà tím đi, tím ít hơn. Một cái nhỏ dừa thôi. Kể ra từ gốc tới ngọn của lục bình đều không bỏ phần nào được. Bông chấm mắm kho, thân già phơi khô để đan đát, rễ đem về ủ đất ủ phân. Kể cả cái lõi non cũng xào được tép đồng hay nhúng lẩu mắm cá linh, ăn nghe ngọt lừ. Vừa dùng cho tiểu thủ công nghiệp, vừa làm vật tư nông nghiệp, lại ăn ngon mà không mất tiền. Dường như cây lục bình được sinh ra để gắn bó với đời sống người dân quê miền sông nước.
Bất kỳ ai lớn lên ở vùng nông thôn miền Tây chắc chắn đều biết những trò chơi dân dã với lục bình, lá bông bụp, lá chuối, bẹ dừa hoặc lọ nồi. Đồ chơi đơn giản, dễ tìm, nhưng với trí tưởng tượng phong phú của con trẻ thì có biết bao trò để vui. Như với cây lục bình thôi, có thể làm ra ổ bánh mì thịt thơm ngon, một tô hủ tiếu hoặc một chén canh đậm đà. Trò chơi tuổi thơ đơn giản vậy thôi, nhưng đầy ắp tiếng cười hồn nhiên. Dù tím rợp một khúc sông, hay thơm thảo trên mâm cơm, hoặc phong phú trong trí tưởng tượng của trẻ con, thì hoa lục bình vẫn xứng danh hoa đồng bằng, vẫn là hình ảnh hương vị trở đi trở lại trong những trang nhớ mỗi khi người ta nhắc về miền Tây. Con nước giờ đây dù có liêu riêu hay không, thì lục bình vẫn không phiêu bạc, bởi thân phận loài cây dại giờ đã là sản vật quê hương.